Cây gang này thì có khá là nhiều tên, có tên là gang trâu, gang ủi, gang bọt, gang gáo. Và từ bây giờ đi mình sẽ gọi nó là cây gang ủi nhé. Cây này thì mọc hoang khá là nhiều, có thời gian người ta còn đem về trồng làm hàng rào ấy. Quả của nó thì khá là giống quả ủi. Còn về bộ phận dùng thì mình có thể dùng quả, dùng vỏ cây hoặc là dùng rễ của cây gang này. Cây gang ủi có tác dụng là lợi tiêu hóa, hoạt tràng và sát trùng, tiêu tích, chữa tích trệ, sưng đau bụng, kiết lỵ với liều dùng là 10 cho đến 16 gram quả, còn 15 cho đến 30 gram là vỏ cây sắc uống. Còn dùng ngoài thì đem quả đốt tán bột, rắc vết thương, mụn nhọt lở loét. Và sau đây chính là cách để chữa một số bệnh. Thứ nhất là dùng để chữa mụn nhọt lở loét thì dùng quả gang ổi này bổ đôi ra, bỏ hạt, cho vôi vào, lấy đất sét bọc ngoài, đốt tổn tính, rồi sau đấy là bỏ đất, tán quả thành bột, rắc quanh nơi loét. Còn tiếp theo bài thuốc thứ hai là bài thuốc dùng để chữa đái buốt, đái dắt, đái đỏ thì dùng lá gang ổi tươi 20 cho đến 30 gram, vò nát hay là giã nát, vắt lấy nước cốt uống hoặc là sắc uống. Còn bài thuốc thứ ba từ cây gang này chính là bài thuốc giải độc, dùng lá gang châu phối hợp với rễ cỏ lá tre, lá thường sơn, lá đơn giang cưa, giã nhỏ thêm nước gạn uống. Đây chính là những bài thuốc từ cây gang quả gang. Các bạn có thể trao đổi bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chào các bạn nhé. Đây chính là cây đậu ván tím. Các bạn có thể dễ dàng nhận ra toàn bộ cây này đều có màu tím từ thân dây cho đến lá, rồi hoa và quả đều có màu tím hết các bạn nhé. Đây chính xác là một loại đậu có tên gọi là đậu ván tím. Hiện tại thì cây này chủ yếu được trồng để mà làm rau ăn thôi, nhưng trong dân gian khá là nhiều người kiêng kỵ cây này bởi vì người ta cho rằng nó có độc. Độc ở đây đối với các trường hợp đang có sữa các bạn nhé. Nhưng mà cách nó gây độc thì còn kỳ lạ hơn các bạn ạ. Mình nghe rất là nhiều người nói là chỉ cần đi qua thôi các bạn nhé, thì những người mà đang có sữa sẽ bị mất sữa, tức là có sữa ở đây là trong thời kỳ cho con bú ấy. Cho dù là người nhá hay là các con vật nuôi trong nhà như là trâu bò gì đó chẳng hạn mà đi qua thôi, đang trong thời kỳ cho con bú sữa đấy, thì rất dễ bị mất sữa. Mình nghe thì thấy rất là kỳ lạ, đúng là rất khó tin. Tuy nhiên lại rất là có nhiều người nói như vậy và người ta cho rằng đấy là sự thật. Và khi mà mình đến gần thì mình cũng ngửi thấy cái mùi của cái cây này, nó tỏa ra mùi nó ngai ngái nồng nồng, khá là khó ngửi. Nói chung những người nào mà quen với mùi của nó rồi thì không sao, chứ những người mà không quen thì cũng khá là khó ngửi. Mình cũng không biết được là cái hiện tượng mất sữa nó có liên quan đến cái mùi vị của cái cây này không nữa. Và cũng không biết được là cái chuyện mất sữa này có thực không nữa. Nhưng mà đúng là rất là nhiều người nói rằng chỉ cần đi qua thôi là sẽ bị mất sữa, đang trong cái thời kỳ mà có sữa đấy. Thì những thông tin vừa rồi chỉ là những thông tin trong dân gian mà thôi. Còn về các nghiên cứu chính thức thì mình cũng chưa tìm hiểu được. Vậy thì bạn nào mà hiểu rõ về cây này và biết rõ về cái tác dụng của nó thì các bạn hãy để lại bình luận để mọi người có thể hiểu rõ hơn nó nhé. Còn bình thường thì cây này vẫn được trồng để mà sử dụng làm rau ăn, mọi người vẫn ăn nó bình thường thôi. Còn về những tác dụng chữa bệnh khác thì mình cũng chưa tìm hiểu được. Vậy thì những bạn nào mà được sử dụng cây này rồi, những bạn nào mà biết rõ về cây này rồi và những thông tin trong dân gian như ban nãy mình vừa nói có đúng là sự thật hay không? Bạn nào biết rõ thì hãy để lại bình luận để mọi người có thể hiểu rõ hơn về cây này nhé. Về tác dụng chữa bệnh thì rất là ít thông tin về cái cây gió này. Đây là một loại cây được sử dụng để làm giấy các bạn nhé, giấy gió đấy, đây là cây gió giấy mà. Về tác dụng chữa bệnh thì mình có rất là ít thông tin về cây này. Những thông tin trôi nổi thì có rất nhiều nhưng mà không đáng tin cậy đâu các bạn ạ. Mình chỉ dựa trên những thông tin đáng tin cậy các bạn nhé, cho nên mình không thể nói được nhiều đâu. Vì có một số người rất là hay sao chép kiến thức từ khắp nơi mà cũng chẳng biết kiến thức đấy
đúng hay là sai nữa mà cứ chia sẻ một cách vô tội vạ, thậm chí còn nói rất là hay, miễn sao câu kéo được người xem, như vậy là không được đâu nhá. Trước hết thì về tên gọi, đây chính là cây gió hay còn gọi là cây gió giấy. Công dụng chính của nó là dùng vỏ để làm giấy. Còn về việc sử dụng để làm thuốc thì người ta sử dụng cành và lá, dùng để sắc uống để mà trị sốt rét và trị ho. Còn về liều dùng cụ thể thì mình cũng chưa có thông tin các bạn nhé. Mình chỉ có thông tin như vậy thôi. Đấy nha các bạn nhé, việc sử dụng làm thuốc là người ta sử dụng những bộ phận là cành và lá, người ta đem về băm nhỏ phơi khô mà sắc uống để mà chữa sốt rét hoặc là chữa ho. Còn về liều dùng cụ thể là mình chưa có thông tin nhé, phải nói rõ như vậy. Còn về đặc điểm nhận dạng thì cây này cũng dễ nhận dạng thôi. Nó cao chỉ tầm 2 đến 8 mét. Bình thường các bạn sẽ gặp những cây cao tầm 4 đến 5 mét. Cành nó tỏa ra tán rất là rộng và nhiều hoa. Hoa của nó đặc biệt là nở vào mùa đông các bạn nhé. Có mùi thơm rất là dễ chịu, cực kỳ nhiều hoa. Ngày trước thì cây này mọc rất là nhiều ở các tỉnh miền núi, bây giờ thì cũng ít đi rồi. Do là có ít thông tin về cây này cho nên mình chỉ nói được vậy thôi. Còn bạn nào mà biết rõ về cây này thì các bạn hãy để lại bình luận để mà mọi người có thể hiểu rõ hơn về cây gió này nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về một loại rau rừng. Cây rau này có tên gọi là rau ngót rừng các bạn nhé. Rau ngót rừng còn có tên gọi khác là rau ngót núi hoặc là rau sắng. Cây rau ngót rừng này là một loại cây thân gỗ nhỏ, cao tầm 4 đến 8 mét thôi. Như ngày nay thì người ta đem về nhà trồng rồi, chứ ngày trước là mọc tự nhiên trong rừng nhá, người ta ăn cái ngọn non của nó. Vị của nó thì cũng rất là ngon, được nhiều người ưa chuộng cho nên ngày nay nhiều người đem về nhà trồng để làm rau ăn. Thì cách ăn thì cũng giống như cách mà các bạn chế biến rau ngót nhà bình thường đây thôi. Thì rau ngót rừng các bạn cũng có thể làm canh ăn. Còn về việc sử dụng chữa bệnh thì mình cũng chưa có thông tin các bạn nhé. Chỉ biết là người ta dùng rễ để chữa sán, nhưng mà còn cách chữa thế nào mình cũng không biết luôn. Chưa có thông tin gì về việc sử dụng chữa bệnh đâu nhá. Chỉ biết là người ta sử dụng cây này để mà làm rau ăn, sử dụng những ngọn non, lá non, lá bánh tẻ đem về để mà làm rau ăn. Vị rất là thơm ngon, dễ ăn. Vì đây là một loại mọc hoang trong rừng mà, cho nên rất là ít sâu bệnh. Đem về nhà trồng cây cũng phát triển khá là tốt. Còn tiếp theo mời các bạn đến với một loại củ rất là hay, rất là bổ dưỡng, vừa làm thức ăn vừa làm thuốc. Đây là một loại thức ăn và cũng là một vị thuốc có tác dụng cực kỳ bổ dưỡng đối với cơ thể chúng ta. Đối với người miền núi thì rất là quen thuộc đối với loại cây này rồi. Từng một thời cây này được sử dụng để làm thực phẩm rất là phổ biến. Nhưng do năng suất không cao, thời gian sinh trưởng khá là lâu, cộng với việc có khá là nhiều loại cây khác để thay thế, nên ngày nay cây này không còn phổ biến nữa. Tuy nhiên về giá trị y học thì cây này vẫn mang giá trị rất là lớn. Một loại cây vừa được sử dụng để làm thức ăn, vừa được sử dụng để làm thuốc. Cây này thì có khá là nhiều loại, nhưng phổ biến là loại trắng và loại tím. Thì cho dù là loại trắng hay là loại tím, nó đều có hai dạng củ. Một dạng là củ nó ăn sâu xuống lòng đất, và một dạng là củ nó ăn nông ở mặt đất chứ nó không ăn sâu xuống. Như đây là củ màu tím này, các bạn có thể thấy củ này là loại ăn nông ở mặt đất. Đấy, màu tím này, thấy chưa? Rồi lát nữa mình sẽ gọt vỏ ra để các bạn thấy được nó khá là tím. Thì cái loại tím này dây của nó cũng có màu tím nhá. Cái dây ngọn non với lá của nó sẽ có một chút sắc tố tím. Như củ này thì mình đã rửa rồi, các bạn có thể thấy là nó màu tím rất là đẹp. Tuy nhiên vẫn lẫn vào đấy một chút màu trắng. Củ này thì vẫn còn nhỏ thôi, có những củ nó to nặng đến hàng mấy cân đi cơ, chứ không nhỏ thế này đâu. Đây, khi mà mình gọt vỏ ra, các bạn nhìn thấy nó khá là tím. Màu tím của nó rất là đẹp.
Củ này thì các bạn có thể luộc ăn nhá, hoặc là nấu canh ăn, hoặc là canh với xương chẳng hạn. Tuy nhiên thì các bạn chú ý là nếu mà đun nhừ quá thì nó sẽ nát hết ra, nó thành bột luôn đấy. Về cách chế biến thì nó cũng gần giống như các loại củ khác ấy. Các bạn có thể chế biến gần tương tự như vậy. Có thể là canh, cũng có thể là luộc hoặc là chiên. Nhưng củ này thì nó dễ bị nát cho nên là các bạn cần chú ý nhé. Về tên gọi thì có khá là nhiều tên gọi. Đối với cái loại củ mà nó ăn nông ở mặt đất ấy, hoặc có khi nó còn nổi trên mặt đất ấy, thì người ta gọi là khoai mỡ, khoai vạc. Còn đối với những củ mà nó ăn sâu xuống đất ấy, thì có nơi gọi là khoai dạng, có nơi gọi là củ ngà, có nơi thì gọi là cọc rào. Người ta gọi là cái củ cọc rào bởi vì nó ăn sâu xuống đất như cái cọc rào ấy, cho nên có nơi gọi là củ cọc rào mà. Thì ở trên rừng ấy có một loại giống với củ này thì người ta gọi là cái củ mài ấy. Thì cây này với củ mài cũng cùng họ với nhau mà. Và người ta sử dụng củ này thay cho củ mài ở trong Đông y các bạn ạ. Về giá trị dinh dưỡng thì cây này có giá trị dinh dưỡng rất là cao, kể cả là trong Đông y cũng như trong cuộc sống hàng ngày vậy thôi. Vì cây này tác dụng của nó rất là tốt, rất là bổ. Thì khi mà các bạn nhìn vào cái lá và cái ngọn của nó thì các bạn sẽ thấy một bên là nó có một chút sắc tố tím, thì cái củ của nó sẽ là màu tím nhá. Còn một bên là không có tím mà nó trắng hẳn, thì củ của nó sẽ là màu trắng. Cho dù là màu tím hay màu trắng thì cái củ của nó sẽ có cái dạng củ ở nông ở mặt đất và một dạng củ nữa là ăn sâu xuống mặt đất. Đấy, có khi cái củ nó ăn nông ở mặt đất nó còn nổi hẳn lên mặt đất nữa cơ. Còn loại ăn sâu xuống mặt đất thì có khi nó sâu xuống cả mét hoặc là hơn cơ. Như các bạn biết, củ này với củ mài là cùng họ với nhau mà. Và củ mài là một loại củ rất là bổ dưỡng. Trong các bài thuốc bổ ấy thì người ta thường hay cho củ mài xuống ấy. Củ mài hay có tên gọi khác là hoài sơn ấy. Thì cái củ khoai mỡ này nhá, cũng được sử dụng thay cho củ mài nhá. Tác dụng của nó cũng gần tương tự như củ mài ấy. Nếu có khác thì cũng chỉ khác chút ít thôi, không đáng kể đâu. Gọi là nếu như kém, chỉ kém hơn củ mài một chút ít thôi, gọi là không đáng kể các bạn nhé. Bởi vì trong các tài liệu cổ thì người ta cũng ghi rõ ràng là củ này được sử dụng thay cho củ mài mà. Cái này không phải mình bịa dai quảng cáo gì đâu, mình chả bán đâu mà quảng cáo làm gì nhá. Đây là mình chia sẻ thật để các bạn biết nhá. Nếu như mà các bạn để ý thì sẽ thấy mình chuyên dẫn nguồn từ các tài liệu cổ ấy. Bởi vì các tài liệu ngày nay tuy rằng ấy người ta nói rất là hay, nhưng một số tài liệu người ta nói quá lên về cái tác dụng của thuốc. Mình không thể phân biệt được tài liệu ngày nay cái nào chia sẻ thật, cái nào là chia sẻ một cách quá đáng. Cho nên là mình sẽ dẫn nguồn từ những tài liệu tin cậy nhất. Đấy là những tài liệu cổ ngày xưa người ta nghiên cứu một cách rõ ràng. Những tài liệu cổ đấy thì rất là trung thực chứ không nói quá như một số tài liệu bây giờ. Kể cả một số người bây giờ chia sẻ trên mạng cũng vậy thôi, dựa theo những cái tài liệu nguồn không trung thực và chia sẻ nói quá lên về tác dụng của thuốc. Điều này là không tốt các bạn nha. Các bạn phải lưu ý lấy nguồn từ những tài liệu tin cậy, những tài liệu cổ, những tài liệu do Bộ Y tế xuất bản ấy, chứ đừng có dẫn nguồn từ những tài liệu linh tinh. Đấy, mình chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, chứ còn sự sai lệch ấy, thì ngày nay rất là nhiều thông tin sai lệch nhá. Và bộ phận sử dụng chính là củ của nó. Củ thì rất là bổ dưỡng, có tác dụng là bổ tỳ thận, được sử dụng thay cho củ mài. Tuy nhiên về dược tính thì củ này sẽ kém hơn củ mài một chút, và sẽ rất thích hợp cho những trường hợp kém ăn, gầy gò hay đái đục, đái tháo, di mộng tinh. Việc mà nấu cháo củ mài hay là củ mỡ ăn thì sẽ biết đói ăn ngon cơm, vừa béo người,
chắc bắp thịt, mà hết các chứng thận hư, mỏi lưng gối, tiết tinh, đái đục. Không những thế, khoai mỡ còn tốt cho người bệnh táo, các bệnh về phổi, bệnh về thận, lá lách. Nói chung đây là một loại củ rất là bổ dưỡng, rất là tốt cho sức khỏe. Những thông tin về cây này thì rất là nhiều. Tuy nhiên thì các bạn cần phải biết đâu là những thông tin chính xác và hiểu một cách rõ ràng để có thể sử dụng một cách tốt nhất. Về tên gọi thì cây này có khá là nhiều tên gọi như là cỏ hôi này, bù xích, hoa ngũ sắc, thắng hồng kê, cỏ cứt heo, cỏ cứt lợn. Do là cái tên gọi của nó khá là xấu cho nên có người đã gọi là hoa ngũ sắc ấy, thì các bạn đừng nhầm lẫn với cây hoa ngũ sắc hay còn gọi là cây bông ổi nhá. Thì đúng vậy, có một cái tên rất là xấu, đấy chính là cỏ cứt lợn, nhưng mà tên này lại rất là phổ biến, được nhiều người biết đến và sử dụng. Thì mình thấy ở các vùng nông thôn mỗi khi mà người ta làm lòng lợn thì người ta thường lấy cái lá của cái cây cỏ cứt lợn đây này để mà khử mùi. Và cái cây này người ta cũng ăn được luôn các bạn nhá, có nơi người ta còn hái ngọn non về ăn. Về việc người ta sử dụng cây này để chữa viêm mũi, viêm xoang thì cũng đã có những nghiên cứu. Riêng đối với trường hợp mà viêm mũi, viêm xoang có mủ đặc thì tác dụng của nó sẽ kém hơn nhá, kể cả là trường hợp cấp tính và mãn tính. Như vậy các bạn nên lưu ý nhá, đối với trường hợp có mủ đặc thì tác dụng của nó sẽ kém hơn nhá. Nhưng bù lại thì cây này sẽ không gây ra tác dụng phụ gì đối với cơ thể người bệnh nhá, trừ tác dụng gây sót trong thời gian ngắn khi nhỏ vào mũi. Như vậy là khi mà mình nhỏ vào mũi thì nó sẽ gây ra sót trong thời gian rất là ngắn, nhưng bù lại thì nó sẽ không gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào khác cho bản thân mình cả. Điều này có nghĩa là cây này sử dụng một cách rất là an toàn các bạn nhé. Vậy thì cách để mà người ta chữa viêm mũi, viêm xoang dị ứng như thế nào? Và cách làm cũng rất là đơn giản thôi, người ta sử dụng lá của cái cây hoa cứt lợn này nhá, sử dụng lá tươi luôn nhá. Các bạn đem về giã nát ra rồi vắt lấy nước và các bạn dùng bông để thấm cái nước đấy vào, tẩm cái nước đấy vào bông đấy để mà các bạn bôi vào mũi bên bị đau ấy. Nói một cách khác là các bạn làm sao để cái thuốc đấy nó tiếp xúc với cái chỗ bị viêm ấy. Và kể cả là trong trường hợp các bạn bị viêm tai nhá, cũng làm như vậy luôn nhá. Các bạn cũng lấy cái lá của cây hoa cứt lợn này giã ra rồi ép lấy cái nước của nó ấy, để mà bôi vào cái chỗ tai bị viêm ấy. Các bạn có thể thấm vào bông để mà ngoáy vào, miễn sao là để cái thuốc đây này nó tiếp xúc với những cái chỗ bị viêm ấy, viêm tai, viêm mũi ấy. Các bạn cần phải để cái thuốc nó tiếp xúc vào nhá. Và thời gian tiếp xúc thì càng lâu càng tốt, mỗi ngày các bạn có thể làm vài lần để cho nó tác dụng nó cao hơn nhá. Ngoài việc sử dụng để chữa viêm mũi, viêm xoang rồi là viêm tai ấy, thì người ta còn sử dụng cái cây cứt lợn này để mà chữa bệnh phụ nữ bị rong huyết sau khi sinh nở ấy. Cách làm thì cũng đơn giản thôi. Các bạn hái cái lá của cây cỏ cứt lợn đây này, dùng lá tươi nhá, với liều lượng là từ 30 cho đến 50 gram. Các bạn đem về giã nhỏ ra rồi vắt lấy nước. Các bạn sử dụng lấy nước này để uống nhá, uống trong ngày luôn. Và các bạn làm như vậy từ 3 cho đến 4 ngày luôn nhé. Trong dân gian thì người ta còn sử dụng cái cây cỏ cứt lợn đây này để mà nấu nước gội đầu cơ. Bằng cách là sử dụng cây cỏ cứt lợn này nấu nước gội đầu cùng với quả bồ kết đấy các bạn ạ. Chỉ cần hai loại này thôi. Nấu nước để mà làm nước gội đầu ấy thì tóc nó sẽ vừa sạch gầu lại trơn tóc. Các bạn cũng thấy là cây này có tác dụng cầm máu rồi là chống viêm rất là tốt, cho nên các trường hợp chảy máu hoặc là bị viêm loét thì người ta thường hay sử dụng cây này để mà chữa các bệnh về viêm loét nhé. Đối với việc sử dụng cây cỏ cứt lợn này để mà chữa các vết loét, vết thương do đâm chém gì đó thì tuy rằng không phổ biến ở Việt Nam nhưng lại phổ biến rất là nhiều ở nước ngoài như là Ấn Độ và Nepal.
Ngoài ra thì Nepal còn sử dụng nước ép từ rễ cây cỏ cứt lợn này để mà chữa sỏi thận nữa cơ.